Xin chào các bác, ngày hôm nay đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn các bác chỉnh chiếc đồng hồ Casio 5475 Và chiếc mẫu của ngày hôm nay là chiếc GSTB210 210B Chiếc này sử dụng bộ máy là 5475 Để check cái mã máy này như thế nào thì các bác chỉ cần xem ở mặt sau Ở đây các bác sẽ thấy là có cái số là 5475 Thì đây chính là mã máy Còn cái GST210B này thì nó là Mã của đồng hồ thì đây chính là mã máy nhé ừ, Với cái máy này thì có thể lắp cho nhiều đồng hồ Và nhiều đồng hồ đó sẽ có chung một cái hướng dẫn sử dụng này Và hôm nay thì trong video này đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn các bác chỉnh bộ máy 5475 Với các nội dung như sau Thứ nhất là giới thiệu chung Hai là các bác sẽ làm quen với các ký hiệu cũng như là các bộ phận trên đồng hồ Rồi là cách chuyển đổi giữa các chế độ Hướng dẫn các bác cài đặt giờ địa phương cái thứ năm là cài đặt ngày giờ Cái thứ sáu là cân kim Rồi là cái gì nữa nhỉ Chỉnh giờ thế giới Đồng hồ bấm giờ, đồng hồ đếm ngược, báo thức Đấy là những cái chức năng chính Trên bộ máy 5475 Đầu tiên là với bộ máy này Thì nó là bộ máy sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời Nó sẽ có sai số khoảng cộng trừ 15 giây một tháng Tương đương với khoảng nửa giây mỗi ngày các bác nhé và nó sẽ có chức năng kim giờ, kim phút, kim giây, rồi là có giờ ngày giờ đêm, có lịch tháng, có lịch ngày, lịch thứ. Kim 12 giờ, kim 24 giờ. Không phải kim mà là cái hiển thị 24 giờ. Và lịch thì nó hoàn toàn tự động từ năm 2000 đến năm 2099. Và bên cạnh đấy là có giờ địa phương, giờ thế giới của 48 thành phố với 31 múi giờ. 48 thành phố của 31 múi giờ các bác nhé Và có đồng hồ đếm ngược Rồi đồng hồ uh, bấm giờ đo được một phần 100 giây đo được 24 tiếng Đồng hồ đếm ngược thì đo được 60 phút Đơn vị đo là 1 giây Rồi là chế độ báo thức hàng ngày này Thì đấy là các chức năng chính của cái uh, máy 5475 này Bây giờ chúng ta sẽ vào làm quen với các ký hiệu đầu tiên là trên mặt số này thì chúng ta sẽ có kim giờ, kim phút và kim giây. Các bác sẽ có một cái màn hình ở góc 11 giờ đây. Nó sẽ hiển thị cho chúng ta giờ digital tức là giờ bằng kỹ thuật số. Bên cạnh đấy là lịch thứ ở góc 8 giờ. Ngoài ra thì anh em sẽ có kim mốt ở cái góc 4 giờ này nhé kim mốt đặc biệt là ở khoang từ 7 10 giờ đến 12 giờ chúng ta sẽ có digital meter cái này nó là cái thước đo điện tử thước đo điện tử này thì nó hiển thị cái khi mà ở, ở chế độ thời gian hiện hành thì nó sẽ hiển thị dây đấy các bác có thể nhìn thấy dây nó nhảy đến đâu thì nó sẽ hiển thị dây đến đấy Thế rồi ở giờ thế giới thì nó sẽ cũng sẽ hiển thị và ở đồng hồ đếm ngược thì nó sẽ hiển thị giây đồng hồ bấm giờ cũng sẽ hiển thị đơn vị đo là 1 phần 10 giây đấy thì đây nó là gọi là cái đồng hồ điện tử nhé các bác nhé thức đo điện tử thì đúng hơn các bác sẽ có bốn cái nút nút A là góc 11 giờ này nút B là góc 2 giờ C là 8 giờ và nút D là góc 4 giờ A B C D tương ứng với các nút là các chức năng, ví dụ điều chỉnh là nút A Đèn là Nút 2 giờ Nút B nhé Các cái nút chế độ là 8 giờ Và Search là nút 4 giờ A, B, C, D Thế Để di chuyển giữa các chế độ Thì anh em sẽ sử dụng cái nút Ở góc 8 giờ này để chúng ta di chuyển Giữa các chế độ Thế còn ở chế độ Thời gian bình thường như này thì nếu mà Anh em bấm nút 11 giờ này thì chúng ta sẽ có thể chuyển đổi cái chế độ hiển thị. Thí dụ như đang ở giờ phút giây như thế này, chúng ta bấm một lần thì nó sẽ chuyển sang ngày tháng thứ. Để chúng ta chuyển đổi chế độ hiển thị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chỉnh chiếc đồng hồ này nhé. Đầu tiên là chỉnh giờ địa phương cho chiếc đồng hồ này. Thành phố địa phương là cái thành phố là các bác đeo đồng hồ này ở địa phương nào thì chúng ta phải chỉnh chiếc đồng hồ nó về múi giờ của địa phương đấy nó gọi là home city setting thì ở chế độ thời gian hiện hành thì chúng ta sẽ ấn và giữ cái nút 11 giờ này này cho đến khi nào mà chữ adg ớt nó hiện ra đó chữ adg ớt nó hiện ra nó chữ set này có chữ set nó sẽ nhấp nháy ở trên màn hình thì lúc này đồng hồ nó vào chế độ là chỉnh giờ địa phương cho chiếc đồng hồ này thì bây giờ các bác sẽ sử dụng nút B và nút D này để chúng ta chỉnh giờ địa phương, tức là chúng ta chỉnh cái múi giờ địa phương. Bây giờ các bác đang sống ở Việt Nam thì chúng ta sẽ sử dụng múi giờ của Việt Nam. Nếu mà sống ở Nhật thì phải sử dụng múi giờ của Nhật. Thì bây giờ chúng ta đang ở Việt Nam thì chúng ta sẽ sử dụng múi của Việt Nam là Bangkok. Bangkok và Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nó cùng chung múi giờ. Chúng ta sẽ sử dụng cái nút 4 giờ hoặc nút 2 giờ để chúng ta thay đổi các thành phố này. Singapore, Bangkok nó rất nhiều trên thành phố. Còn những cái thành phố khác em không nhớ được tên. Đây Hồng Kông này. Bắc Kinh. Đài Loan này. Đó. Thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó về BKK là Bangkok nhé. À, dùng nút 2 giờ và nút 4 giờ để chúng ta chọn thành phố mà chúng ta đang ở chung múi giờ. Tăng hoặc giảm. Cái đấy bằng nút 2 giờ hoặc 4 giờ. Và sau khi chúng ta chọn xong. Thì chúng ta sẽ bấm cái nút 11 giờ này. Để chúng ta trở về trạng thái bình thường lúc này chúng ta đã xét xong giờ địa phương của chúng ta rồi ở đồng hồ nó sẽ chạy về cái múi giờ của địa phương chúng ta đang ở nếu anh em sống ở châu Âu hoặc châu Mỹ thì chúng ta sẽ khi chọn giờ địa phương thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến chỉnh giờ mùa hè của chiếc này thì chúng ta cũng có thể chỉnh giờ mùa hè cho giờ điệu, cho thành phố địa phương bằng cách là chúng ta bấm giữ nút A này này cho nên khi nào chữ ớt dắt nó hiện lên nhé thành chữ xét này sau đó là chúng ta sẽ bấm tiết nút 8 giờ Lúc này là chuyển sang chỉnh giờ mùa hè cho cái thành phố địa phương. này on hoặc off thì chúng ta sử dụng nút on ở đây hoặc nút off để chúng ta tắt cái giờ mùa hè đi. Đấy, nếu mà on thì nó sẽ sớm hơn một tiếng. Còn nếu để off thường thì ở Việt Nam hoặc là ở châu Á chúng ta sẽ để off nhé. Sau khi dùng chỉnh xong chúng ta sẽ bấm nút 11 giờ để trở về trạng thái bình thường đấy là đã chọn xong thành phố địa phương cho chiếc đồng hồ này thì đấy là cái bước đầu tiên chúng ta sẽ phải làm đến cái bước thứ hai đó là chỉnh thời gian và chỉnh ngày chỉnh thời gian thì đầu tiên là sẽ bấm và giữ cái nút 11 giờ này cho đến khi nào mà chữ ớt sát nó xuất hiện đó thì nó sẽ là xếp nhé bây giờ thì sẽ chuyển sang chỉnh giờ địa phương này và mỗi lần bấm nút C nó sẽ chuyển sang một chế độ chỉnh khác này, chuyển sang chỉnh giờ mùa hè on off cho thành phố địa phương này. Bấm nút uh, 4 giờ để on off. Thế thôi, chỉnh giờ 24 giờ chế độ hiển thị đấy. Chúng ta cũng sử dụng nút 4 giờ để chúng ta thay đổi trình chỉnh giây này, chỉnh giờ, chỉnh phút. Tất cả đều sử dụng hai nút này để chỉnh. Rồi đến chỉnh năm này, chỉnh tháng, chỉnh ngày và đây là chỉnh âm của các cái nút bấm nó kêu tít tít rồi là đèn sáng một giây hay 3 giây bằng cách nút bấm nút 4 giờ để chúng ta thay đổi chế độ thời gian đèn sáng và chúng ta sẽ quay trở lại xét giờ địa phương thì đấy là với cách chỉnh này chúng ta sẽ chỉnh được tương đối nhiều các chức năng ở bên trong ngày giờ tháng năm thứ các thứ là chỉnh hết thì đấy là chỉnh thời gian và chỉnh ngày chỉnh âm báo, chỉnh đèn các thứ, những cái chức năng phụ phụ là ở trong này hết các bác nhé. Tiếp theo là đồng hồ quan lâm sẽ hướng dẫn anh em cân kim cho chiếc đồng hồ này. Cân kim thì nó sẽ xảy ra khi mà đồng hồ của chúng ta dùng nhiều và nó tiếp xúc với lại từ tính chẳng hạn hoặc là va đập. Trong quá trình vận chuyển, kim nó bị lệch thì cần phải cân kim. Thì để cân kim ở chế độ thời gian hiện hành thì chúng ta sẽ bấm và giữ cái nút 11 giờ này khoảng 5 giây nhé. Bấm nút này khoảng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Đó thì nó sẽ kim dây. Lúc này anh em sẽ thấy là nó 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 về góc 12 giờ. Đúng không ạ? Về góc 12 giờ có nghĩa là lúc này chúng ta phải cân kim dây. Đó, phải cân kim dây. Và chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đó. Và chúng ta phải sử dụng nút 2 giờ, 4 giờ để chúng ta cân. Tiếp theo bấm tiếp nút 8 giờ một lần nữa thì lúc này chuyển sang cân chỉnh kim giờ và kim phút. Chỉnh kim giờ và kim phút thì anh em sẽ thấy là kim giờ, kim phút nó sẽ phải về đúng vị trí 12 giờ. Trường hợp nó không về đúng vị trí 12 giờ thì phải chỉnh bằng nút A hoặc nút B này à nút 2 giờ hoặc 4 giờ này để chúng ta cân trị kính chim kim cho nó chuẩn nhé đấy nó phải về đúng chuẩn như thế này nếu mà nó lệch như thế này chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải bấm nút 2 giờ hoặc 4 giờ để căn chỉnh cho nó về đúng với lại 12 giờ tiếp theo bấm nút 8 giờ một lần nữa chuyển sang cân chỉnh kim mốt kim mốt cũng sẽ phải thẳng đúng vào vị trí 12 giờ nhé chứ nó lệch đi như thế này là cũng không được nó phải chỉnh thuận chẳng thẳng như thế này phải chỉnh chuẩn như này thì mới được nhé anh em nhé Đó Tiếp theo là bấm tiếp nút 8 giờ Là chúng ta lại quay trở lại Cân chỉnh kim dây Rồi kim giờ kim phút nó cứ như vậy nó cứ vòng lại như vậy Và sau khi chúng ta cân chỉnh xong Thì anh em sẽ bấm cái nút 11 giờ để chúng ta Thoát ra khỏi Cái chế độ cân chỉnh kim này Các bác chờ một chút cho kim nó về vị trí ban đầu đã Tiếp theo là đến chế độ giờ thế giới nhé. Chúng ta sẽ chỉnh giờ thế giới. Thì chiếc đồng hồ này ngoài việc nó hiển thị giờ của Việt Nam ra thì chúng ta còn có thể xem được giờ của một thành phố khác ở trên thế giới nữa. À, ngoài ra chúng ta có thể xem được 31 múi giờ của khoảng 48 thành phố lớn trên khắp thế giới. Thì đầu tiên thì ở chế độ thời gian hiện hành như này các bác sẽ bấm nút 8 giờ để cho về chế độ World Time WT giờ thế giới nhé. Wt. Thì lúc này chúng ta vào chế độ chỉnh giờ thế giới Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái nút 11 giờ này Để chúng ta bấm xem là thành phố mà đang được chọn là gì Đó chính là Tokyo đang được chọn đúng không ạ Tokyo này Và nếu anh em muốn xem giờ của các thành phố khác Thì chúng ta có thể bấm cái nút 4 giờ này để chúng ta xem được nhé Ví dụ như là Sydney này Đấy, rất nhiều thành phố khác Ví dụ như chúng ta có người đang chú các bác đang sống ở Việt Nam chẳng hạn có một người nhạy quen đang sống ở Tokyo chúng ta sẽ bấm cái nút này cho nó về thành phố Tokyo xem đang là mấy giờ. Đây, Tokyo đang là 16 giờ 03 phút. Thế còn là các cái thành phố khác thì chúng ta sẽ sử dụng nút 4 giờ để chúng ta hiệu chỉnh đó thế đây là giờ thế giới đây anh em có thể xem được giờ của các thành phố khác mặc dù sống ở một nơi nhưng mà chúng ta luôn luôn có thể theo dõi được một giờ ở một thành phố khác nữa nó ví dụ như thế này nó bác nhìn được giờ Việt Nam này và giờ của Tokyo này rất là tiện à, sau thì chúng ta ấm nút 8 giờ để chúng ta chuyển về chế độ thời gian hiện hành. Một cái nữa là chúng ta có thể swap giữa thành phố địa phương vừa rồi và giờ thế giới vừa rồi cho nhau bằng cách là anh em sẽ vào chế độ giờ thế giới này và sẽ bấm cái nút A, tức là nút 11 giờ và nút 2 giờ đồng thời. Thì hai cái này nó sẽ đổi chỗ cho nhau. Lúc này là đồng hồ kim nó sẽ hiển thị giờ của Tokyo và đồng hồ kỹ thuật số ở góc 12 giờ này nó sẽ hiển thị giờ của Việt Nam. Đây, chúng ta có thể swap đổi chỗ hai thành phố cho chỗ, chỗ cho nhau. Đấy, còn nếu mà chúng ta ấy thì chúng ta quay trở lại ban đầu. Đấy, tiếp theo thì anh em sẽ vào chỉnh đồng hồ, động bấm giờ. Các bác chờ một chút cho kim nó về vị trí đã. Rồi, à, bây giờ chúng ta sẽ vào chế độ đồng hồ bấm giờ nhé anh em nhé Thì uh, chế đồng hồ này nó sẽ đo được 24 tiếng và đo với đơn vị là 1 phần 10 giây Thì chúng ta sẽ chọn bấm nút 8 giờ để cho nó về phần STW Và bắt đầu chế độ đồng hồ bấm giờ Đây nó đã sẵn sàng rồi đây Giờ nó sẽ hiển thị ở đây Và chúng ta sử dụng nút uh, 2 giờ, à quên xin lỗi, nút 4 giờ ở đây để chúng ta tiến hành đếm này hiển thị nó sẽ hiển thị ở đây Đó. tiếp theo là đến đồng hồ đếm ngược đồng hồ đếm ngược của chiếc này thì nó sẽ đếm ngược được 60 phút với đơn vị đo đếm là một giây một giây một nhé và chúng ta có thể xét được cái thời gian đếm ngược bằng cách là chúng ta sẽ bấm cái nút 11 giờ này này cho đến khi nào mà cái số này nó nhấp nháy thì anh em sẽ sử dụng nút 2 giờ hoặc nút 4 giờ để chúng ta hiệu chỉnh cái thời gian đếm ngược và sau khi xong thì chúng ta bấm nút 11 giờ để out ra còn nếu mà muốn chỉnh sang dây ơ chết rồi, cái này lại nhầm xong cái ấy rồi. Đây, ví dụ chúng ta vào chế độ đếm ngược này. Chúng ta bấm nút 4 giờ này. Bắt đầu đếm ngược này. Đó, và chúng ta stop lại reset lại bằng nút 11 giờ. Đó. Thì đấy là đồng hồ đếm ngược. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này còn có chức năng alarm đồng hồ báo thức nữa. Chúng ta bấm nút 8 giờ cho nó về chế độ alarm, có 4 alarm. Để anh em có thể sử dụng thì anh em chỉ cần bấm nút 8 giờ để cho vào chế độ alarm sau đó là sẽ sử dụng cái nút 4 giờ này để điều chỉnh đến cái nút cái chế độ alarm báo thức mà các bác muốn cài đặt. Và khi ví dụ đến cái báo thức số 2 này mà chúng ta muốn cài đặt báo thức này thì chỉ cần bấm và giữ cái nút 11 giờ này trong khoảng 2 3 giây gì đấy. Đến khi nào mà cái giờ nó nhấp nháy được thì chúng ta sẽ bắt đầu vào hiệu chỉnh bằng nút 2 giờ hoặc nút 4 giờ. Đó. Muốn hiệu chỉnh sang dây thì chúng ta sẽ bấm nút 8 giờ anh em nhé. Đây này muốn hiệu chỉnh sang dây này à, Chúng ta sẽ bấm nút 8 giờ Thế còn uh, on off của Báo thức thì chúng ta sẽ Thấy là ở đây nó có chữ on này. Ví dụ như đây là chữ on Chẳng hạn như đây chúng ta sẽ cho nó về Đây là off này Sử dụng 4 giờ để off nhé uh, On off Thế đây là âm báo này cũng on off Thế thì là Chỉnh đồng hồ báo thức à, Sau khi dùng xong thì chúng ta sẽ Chuyển về chế độ thời gian hiện hành bình thường Đấy là đồng hồ báo thức Ngoài ra thì còn uh, trên dòng này Của chúng ta có thể test được cái âm Thanh uh, báo thức nhé Bằng cách là chúng ta vào uh, chế độ đồng hồ báo thức Chúng ta sẽ bấm vào giữ cái nút D này này Để chúng ta nghe tiếng báo thức Đây nhé Đó, Nó sẽ kêu như thế này có nhé Thì đấy là đồng hồ báo thức Và khi chúng ta bỏ ra thì nó không kêu nữa Nó sẽ kêu như vậy nha các bác nhé. Còn cái gì nữa không nhỉ Còn về Cân kim À cân kim rồi nhỉ Sau đó thì chúng ta sẽ bấm nút 8 giờ để trở về trạng thái bình thường này Thì trên đây đồng hồ Quang Lâm cũng đã hướng dẫn các bác Các cái chức năng cơ bản trên bộ máy 5475 với các chức năng như là chuyển đổi giữa các chế độ cài đặt giờ địa phương, cài đặt ngày giờ cho chiếc đồng hồ, cân kim giờ thế giới, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ đếm ngược, báo thức là những chức năng chính trên bộ máy 5475. Và trên mẫu cụ thể của chiếc lượng này là GST210B. Và thông tin về chiếc này thì đồng hồ Quang Lâm cũng có cài ở dưới phần miêu tả của video. Thì anh em có thể click vào đường link em để với video để tìm thêm thông tin về chiếc này. Ngoài ra thì các bác có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com Anh em tìm mã số của chiếc này là 5070 Các bác sẽ có toàn bộ thông tin về chiếc GSTB 210B này Chiếc này là hàng lướt, hàng siêu lướt đã qua sử dụng rồi các bác nhé Hôm nay đồng hồ quang lâm về được một chiếc và bên đồng hồ Quang Lâm có những cái hotline để tư vấn hướng dẫn sử dụng cũng như là tư vấn cho đồng hồ cho các bác theo các đầu số 1900 3468 giờ hành chính hoặc là số hotline 0915 559 883. Hoặc là 0834696699 À, Hai số này bên em có sử dụng Zalo. À, cửa hàng đồng hồ Quang Lâm tại 57 Ô Trợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. À, và à, nếu các bác muốn trên tay chiếc này có thể qua trực tiếp cửa hàng. À, đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp. Xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video hướng dẫn tiếp theo.